Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là Dragon City và Mia Thành NC đây. Thì nếu anh em nào thích video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ vào thôi nào. Thì cái hòn đảo con rắn ấy, con rắn đã được thay thế bằng một con đảo, đây là cái nông trại anh em. Đây sẽ là một cái event mới, một cái sự kiện mới đây. Ở đây nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách là chơi thôi, cho những người nào mà chưa biết chơi ấy. Rồi, và mình sẽ claim được. Cái hòm này sẽ có hơn 5.000 thức ăn. Và đây nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta tất cả những thứ để có thể lấy ra được các cái điểm ở Maze Coin Phoenix này. Phần thưởng ở trong này hiện tại thì theo như mình thấy sẽ có một con Show Esther. Cái con này lần trước mình không lấy được này. Một con sâu Esther Dragon này. Tiếp theo sẽ là một con rồng Corrupted Dragon. Con này như kiểu là con ăn cá. Dạng như kiểu yêu tinh nhở. Là con cá này, nhìn dã man chưa. Không được đẹp cho lắm, nhưng mà thôi mình cũng lấy để sưu tập. Và cuối cùng ở đây sẽ là một con Demonic Dragon. Có ngọn lửa khá đẹp ta nhờ. Mình sẽ cho nhỏ cái tiếng đi một chút nha. Thật ra là cái tiếng ở trong cái hòn đảo nó to thôi, chứ thật ra thì ở ngoài nó cũng không quá to đâu. Chắc là mình sẽ cố gắng lấy được cái con rồng này, theo như mình nghĩ là thế. Ở dưới nó sẽ có một số cái op này. Đi đường nào cũng được, mình sẽ đi đường trên đi. Đường trên nhá. Và mình sẽ đi lấy kiếm điểm coi cái. Sự kiện lần này thì cố gắng lấy hai con thôi. Cái con cuối cùng thì chắc chắn là phải nạp thêm tiền vào thì chúng ta mới có thể lấy cái con cuối cùng. Rồi mình sẽ tranh thủ lấy một ít này. Chúng ta sẽ lấy tranh thủ lấy thức ăn một chút. Lấy thức ăn đi. Lấy thức ăn và lấy vàng. Ở kia mình đã sinh sản ra được một số con. À đúng rồi. Và mình sẽ review cho anh em xem con vua tinh tinh nhá. Vua khỉ đột. Cái con mà mình up hôm qua ấy, nó đã nở đấy. Được kìa. Còn cái con Legendary thì ít nhất phải 27 tiếng nữa nó mới nở ra được. Khá là lâu đấy. Con Legendary chắc là tầm tối mai thì mình có thể review cho anh em xem cái con Legendary đó. Nhưng mà trước hết thì mình sẽ cần phải là lấy hết vàng này đã. Đó, lấy hết vàng rồi. Và đây là con tinh tinh của chúng ta, vua tinh tinh. Quả trứng của nó dạng cấp 1 nhìn trông hài ấy nhỉ. Nhìn trông đần vãi. Con tinh tinh này, vương miện nó còn to quá cơ. Hệ lá, ánh sáng hoặc bóng tối. Rồi, lá thì mình rất là nhiều con lá trùng. Mình sẽ bỏ bớt một con lá đi. Đơn giản thôi, lá ở đây có một số con bị trùng đây. Một số con thì đang sinh sản. Con này thì mình có thể cho sang được cái môi trường primer được mà. Đấy, cho sang môi trường primer. Và cho cái con tinh tinh của chúng ta vào trong cái môi trường hệ lá. Đó, đây sẽ là con tinh tinh. Ui, dạng 3 tiến hóa đẹp như thế này. Dạng 2 nhìn trông xấu, dạng 1 xấu kinh nhá. Và chúng ta có thể xem cái thông tin về cái con rồng này ở trên mạng nha. Chúng ta sẽ tìm tới Dragon City. Có cái tên là gì nhỉ? Mình không nhớ tên của nó. Không phải con này. Đây rồi, con này con là Gigantic Dragon. Chúng ta sẽ tìm tới Gigantic. Mình thấy con này rất là đẹp. Cái hệ của nó. Nó chỉ có 3 hệ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Một con rất là đáng để sưu tập ở trong cái bộ sưu tập của chúng ta. Rồng này nó có chia ra có nhiều loại và rất là xấu. Nhưng mà con này theo mình nghĩ là rất là chất và rất là đẹp. Thông tin của nó đây. Nó sẽ có một chiêu pan sẽ có tiến hóa thành ra một chiêu 5 đấm này, 900 dam. Poison EV tiến hóa thành B2 1350 này. Thần chết 1200. Và trí tuệ khai sáng là 1200. Có một thời gian này khi rồng đen đã dẫn dắt một bộ lạc những sinh vật khổng lồ. Tuy nhiên đó là một cuộc chiến bi thảm. Và nó là người duy nhất còn sống sót của cái bộ lạc đó. Bây giờ thì nó có không có ai để lãnh đạo nhưng vẫn giữ lấy cái vương miện. Mình hiểu rồi, tại sao nó có vương miện rồi. Có nghĩa là con này ngày xưa nó sẽ có một cái bộ lạc ấy. Bộ lạc tinh tinh, rồng tinh tinh. Nhưng mà nó đã bị tiêu diệt rồi. Vì con này nó đưa cái bọn bộ lạc đó đi tấn công, đưa vào một cuộc chiến và chết hết cả bộ lạc. Cuối cùng của mỗi con này thôi. Nhưng mà sau này dù có một mình nó vẫn giữ được cái vương miện. Chứ còn là vua của ai đâu đúng không.
Khá đẹp ta, đa dạng cấp 1 này. Ý, tinh tinh, đây là lúc còn bé nên cái vương miện nó sẽ rơi ra khỏi đầu. Khá là hài. Và chúng ta hãy cho nó ăn lên nha. Đây sẽ là cấp 3 này, cấp 4 này. Chúng ta cho lên cấp 5, cấp 6, cấp 7. Con này cấp 15 mới tiến hóa anh em ạ. Tiến lên nào em. Ui giời, tinh tinh sổng chuồng, nhìn chất vãi luôn đấy. Cực kỳ là chất, cực kỳ chất lượng à. Mình sẽ cho nó tiến hóa lên cấp cho nó lên cấp 15 nhá. Con này chắc là một trong những con mạnh đấy, cũng không đến nỗi quá yếu đâu đúng không? 14 này. Con này thì không dùng cho đấu trường được. Đời rồi. Vua tinh tinh. Con này thì đặt tên là cái gì ta? Con này nên đặt là Luffy thì mới chuẩn nhất này. Ở trong mình sẽ đặt tên nó là gì nhỉ? Hay là Dragon ta, cha của Luffy ta. Thằng này con này nhìn giống cha của Luffy đấy. Thì mình sẽ đặt cho nó là D Dragon nhá. D Dragon là tạm vậy. Thì anh em nào có tên hay hơn thì hãy comment ngay xuống phía dưới nhá. Tạm thời thế này đã. Và nó sẽ unlock được chiêu Lifestar rồi. Tí nữa mình sẽ vào mình test thử luôn con này nhá. Chúng ta sẽ cho mấy con này ra nở đi. Con gì mới không, lại giống mặt trăng à? Đen đủi thế ta. Mãi mà chân chưa lại được nhờ. Tropical và con Moser. Con rồng của tuần lộc. Ở đây thì có con Argentine này, mình sẽ bán nó đi thôi. 192k. Ở đây thì chúng ta lại thêm Argentine à, đen nhỉ. Có vẻ là khó lai. Battery và Argentine. 5 tiếng thì thành ra lại lại 5 tiếng rồi. Có vẻ khó lai thật, thật sự rất là khó lai. Chúng ta sẽ vào đây và tiếp tục là đi Chu Du nào, 100 này. Ở dưới có cái óp ngon hơn thì phải. Theo như mình thấy là thế. 6.000 này. 180 đúng không? Cái hòm này sẽ chứa một game, mình thích game. Cái óp con gì đây? Óp của C thôi. Cái óp cùi bắp nhất. Super Nature. Super Nature cũng được. Thật ra con đấy thì mình chưa có nên ta sẽ sưu tập luôn. Clarity, Clarity mình có rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu nhá. Con Womb Dragon này. Chiến đấu với nó. Con rắn đúng không? Đây là xem con rắn. Không biết cấp bao nhiêu nên cứ chọn con khỏe nhất đi. Hình như nó sẽ tùy theo cấp độ của mình thì phải. Đúng rồi, thì nó sẽ yếu hơn mình 2 cấp. Theo như mình nghĩ là thế. Nông trại có rắn nữa cơ. Cái nông trại vui vẻ hay đây à. Chúng ta đợi 2 tiếng đây nha anh em. Nếu mình claim block thì mình cũng không lấy được cái này đâu. Lần trước mình đã có kinh nghiệm rồi. Rồi. Ở đây thì xem sẽ là cục off thôi. Không có gì. Chúng ta sẽ vào trong cái phần mình còn một số nhiệm vụ nữa ở trong phần quest này. Để chúng ta sẽ làm nó cái phần quest này cái. À phần quest chưa hồi. Cái này thì nó sẽ yêu cầu là cái con này đây. Cái con rồng linh hồn nhất gì đây. Yêu cầu là con gì đây. Yêu cầu con gì nhỉ. Con Guilter. Guilter là con gì ta. Guilter mình không có này. Apache. Apache cái này sẽ lấy được cái orb thôi. Ồ những cái hòm này để sưu tập những cái con kia ra. Vấn đề là mấy con này lấy ở đâu ra? Nó bán á? À? Animatic. Animatic không 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 có rồi. Ở đây thì cũng chịu rồi. Glitter, Glitter hay là trong ở trong kia nhỉ? Trong cái hòn đảo này là có mấy con đấy luôn. Không biết phải không? Không phải Corrupter cơ. Và con này con Demonic không phải, con kia chắc phải mua rồi. Theo mình như mình nghĩ là ta sẽ phải mua combo pack. Không phải à? Thì chắc chắn phải phải có chỗ nào nó bán chứ. Legendary 3 đầu 225. Ui đẹp thế. Nhìn chất nhờ. Có vẻ là sẽ rất là mạnh đấy. 4500 game nó giảm xuống 225. Ui nhìn chất thế. Legendary hệ pua, hệ băng giá, sấm sét và bóng tối này. Có tiền thì mình cũng hốt cái này luôn. Đẹp quá. Nhìn cái này chất quá anh em ạ. Rồi thì nếu không được thì mình sẽ vào trong tiếp tục là Arena Dux. Điều hết rồi ta. Mình tự nhiên điều hết rồi. À đây đây. Đi đâu hết rồi nhỉ? Đang cho đi học skill à? À cái con này đang học skill này. Còn mấy con này thì đã đang đi gọi là sao ta? Đang đi
xây dựng, xây nhà, xây cửa. Chúng ta sẽ tiếp tục gửi đi thôi. Chúng ta hãy gửi hết những con này đi nhá. Mấy con này mình không cần. Ôi sao có 3 con nhỉ? Mình quên rồi. Phải gửi 4 con chứ. Nhầm rồi. Ma băng gửi đi nốt này. Close up lửa băng này. Mystic này. Nước đá này. Đấy, phải 4 con thì mới đủ, thì mới đúng. Ok, chúng ta sẽ còn gì để up không? Chúng ta sẽ vào trong phần Liquid để chiến thôi. Còn bao nhiêu trận nữa? Liquid còn rất rất nhiều trận nữa để có thể chiến đấu trong này. Và chúng ta sẽ test thử nha. X-Direct à? Mình sẽ bỏ tạm cái này đi. Thật ra thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi đúng hơn này. Đây này. Cho X-Direct vào. Mình sẽ bỏ cái này đi và mình sẽ thay con này bằng con cấp 15 của chúng ta. Cấp 15 đâu? Đây rồi. Monkey D Dragon. Và tiếp theo là X-Direct. Đây. Nhưng mà con này vào thì nó sẽ chết mất. Cho mình sẽ cho con từ từ, hơi nhầm rồi. Đây, chơi sẽ cho con đâu rồi, đây rồi. Con D Dragon này vào và test thử chiêu của nó thôi. X-Direct sẽ được đưa lên đầu tiên. Chiến đấu rồi. Bọn nó yếu mà, không nên nó quá khỏe ở cái Liquid gì đâu. Tiếp tục kiếm thêm game nào. Tiến lên. Ice Spiker trông băng à? 5k máu. Khá tởm. Ở đây nó có một cái con từ sự kiện lần trước này. Chúng ta sẽ có con này nhưng không khắc chế được à? Mình sẽ đánh nó gần chết đi. Xong để con kia làm một đòn nó kết thúc là ngon. Cũng không chết được, không giết được cơ. Nó khắc hệ mình cơ. Cay vãi 5k. Rồi Swap Dragon ra con này đi. Ba hệ. Đấy vua tinh tinh rồi. Tay vẫn cầm cái vương miện này. Chiêu gì mạnh nhất? Chiêu Power Lifestyle là mạnh nhất. Đeo vương miện lên. Không đeo à? Ui đẹp phết nhỉ. Rậm này. Tay vẫn cầm vương miện sao không đeo lên nhỉ? Nó khắc chế mình mà. Nhưng mình sẽ giết con này được. Chắc chắn là như thế. Nào. Tinh tinh sổng chuồng. Phải nói là vua tinh tinh chứ. Vua tinh tinh. Tiếp theo con gì đây? À chà, con robot đúng không? Kamezuko. Hơn 5.000 máu rồi. Chúng ta sẽ swap sang con này thôi. X-Direct sẽ có chiêu kết thúc được nó. Siêu động đất này. Động đất này. Chết đi em. 14.000 máu. 14.450 máu. Rồng lưỡi kiếm, lưỡi cưa. Con này phải có cái hệ ấy cơ. À đây rồi. Con Basil Hawking của mình có thể là giết được cái con Pura này trước. Hypnosis. Thôi miên. 16.000 thôi. Nhẹ nhàng 16k máu thôi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng ở đây. Victory. Rồi mình sẽ claim cái này. 250 thức ăn. Và ở đây thì mình sẽ mở ra thêm một trận nữa như thế này nữa. Để xem nào, chúng ta đối đầu với ai đây. Ồ, 21, hey, nhưng mà nó chưa luyện. Uầy, wow. Giật mình. Thật sự khá giật mình với con này. Đánh đi, mình 23k cơ. Storm. Sấm sét xuống. Sấm sét này. Còn 5. Nó không khắc hệ được mình. Ngon. Ồ. Cái gì ấy nhở? Cái gì mà khắc hệ mình ghê vậy ta? Rồi cho anh nhân này lên đánh nhau cái. Chiến mẹ luôn đấy. Này, này vua tinh tinh đây. 4k gần chết này. Nó có chiêu gì khắc chế mình không? Có nước à? À không, lửa. Ôi giời. Châu. Cẩn thận không phải thua nha. Sợ khi thua mất. Khá là ghê. Cho mình nhấn chìm đi. Tưởng là gớm à, khỏe này, 15.000 máu. Thanh niên tiếp theo vào đây. À, nó sẽ dùng là Pure Energy. Hơn 6k đam. Vấn đề không phải là quá lớn, mình có thể giết được con này luôn này. Thăng Long Bá, tiến lên nào. Đây con rồng. Con gì đây? Hệ cái hệ này thì mình có chiêu khắc chế đúng không? Có hệ pua của con Basil. Đây rồi, hệ pua rồi. Đấy chính là hệ pua.
Tiền năng lượng, bắn nó. Thôi miên, 17.000. Vỗ tay, khỏe vãi cháy. Phải nói thật sự rất khỏe. Victory rồi, chúng ta sẽ chiến thắng trận này. Và mình sẽ claim được thêm 250 thức ăn nữa này. Ngon, và chúng ta sẽ còn một trận nữa để có thể chiến đấu. 99 game rồi, 99 game sắp lên được 100 game tròn. Hai Amuka. Khá là khó chịu đây. Nó không có chiêu gì hại được mình. Nhưng máu nó hơi trâu một tí, mình sẽ giết con này trước này. Nó có 2 star. Thần chết à. Tử thần các kiểu đây. Ôi, đây có chiêu khắc chế này. Ngon. Thế sao lag ta? Nó sẽ tắt bớt cái web đi. Rồi. Ui dồi, thổi lửa cho cái. Chết tôi rồi. Ghê. Ghê đấy. Nhưng mà sợ có chết mất. Mình sẽ chuyển sang con này đi. Là chuẩn hơn nhá. Chuẩn hơn rất là nhiều. Ba siêu. Tấn công nó. Đã xong. Amuka này thì cũng xong này. À, đây rồi. Thanh niên này sẽ bị khắc chế thôi. Cấp 25 mà hơn mình 5 cấp. Ui. Wow. Ghê vậy. Đừng bảo thua trận này nhá. Không phải thua được. Nó còn 19k nữa. Năng lượng. Wow. Mình chỉ có một con này tầm khoảng 13.000 máu thôi. Và chiêu mạnh nhất của mình là chiêu gì? Chiêu 975 là chiêu này đây. 9.800 mà không biết là có ăn nổi không đây. Đài rồi. Để tôi đài rồi. Ui trời, mình còn khoảng 4k thôi, chắc quả này mình chết rồi. Quả này chắc tôi chết rồi. Con nó còn con bạch tuộc nữa cơ. Bạch tuộc cấp 25 cơ. Quả này trâu quá. Của mình nó cân 2. Bóng tối và nước thôi đây. Con bạch tuộc Octopus. Trời ơi, đai rồi. Trời ok, chúng ta phải chấp nhận thôi. Mình dùng hai con này chưa đủ. Cấp yếu quá, gặp mấy bọn 25 đánh cho thì bục mặt. Rồi, và mình sẽ tiếp tục là vào trong cái phần xem nào nhỉ. Đang up thì đang up cái ấy rồi. Đang triệu hồi cái con rồng skeleton rồi, đang triệu hồi ra rồi. Mình sẽ vào và giao lưu với anh em ở trong cái phần challenger nhá. Chúng ta sẽ kéo xuống tận dưới này. Rất nhiều. Mình sẽ có thể luyện tập luôn cấp ở đây. Mấy người này mình chắc mình đánh nhiều rồi, đúng không? Nhưng cấp này thấp quá, mấy cấp này thấp quá. 40 này, Trần Đức này. Tấn công không? Trần Đức cấp 37, Trịnh Văn gì đây? Nào, tiến lên nào, và mình sẽ cho cái đội hình của chúng ta gồm dòng cấp 20 nhỉ. Nhưng mà sợ bằng dòng cấp 20 và đập chết đấy. Đô Flamingo, thôi cứ cho vào đi, không vấn đề gì cả. Bây giờ mình thích dùng cái đội hình này hơn là so dùng đội hình cũ, tại vì nhìn quá nhiều rồi. Đây. Dù sao thì cũng có hệ pua đầu tiên và là một sao vàng rồi, nên cũng không quá lo. Team họ yếu mà, không đến nỗi khỏe đâu. Đây, có thể khắc chế rồi. Tiêu diệt, sử dụng chiêu chiến binh X-Direct. Nhìn đi nhìn lại, X-Direct vẫn là rất là chất, chất nhất trong hội. Ba con rồng mới. Đẹp hơn rồng hai đầu, mình thích con này hơn. Chỉ là hệ của nó thì hơi ấy thôi. Hơi cùi tí thôi. Một bé chết, ba sao vàng. Thế nào tiếp theo đây? Biển à? Biển thì có sấm sét. Ai chà, khắc chế mình kìa. Khá là tởm nè, không có nào khắc chế à, thì dùng con này đi. Đô Flamingo. Dùng ở Polite cộng. Bắn nó. Hơn 6k nữa à. Sấm sét, duyên 8.000 này. Và Legendary Y. Khe nó, lốc, 8k máu. Vỗ tay. Blizzard Dragon. Ai chà, nổ à. Hơn 7k, bình tĩnh thôi. Mình thì không có chiêu khác, nhưng mà mình cũng có chiêu Legend, à hệ Pua. Thôi miên, thanh niên gầy dơ xương này. Còn có khoảng 5k. Lâu nhờ. Giờ muốn lên được sao bạc rất là lâu. Nào, sao bạc này cho nó một đòn thôi. 9.500 xong rồi nha.
Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye. Được hơn 12.000 vàng này.